Đây bữa cơm gia đình của anh Dũng đó nha. Cái nồi thịt mà tới 5 kg bà chị kho lâu hả chị? Dạ dạ. Dạ. Bữa cơm đảm bạc. Thịt heo là bạc dao. Bữa nay là được cái cục dĩa mà có thịt đầy đủ ha. Dạ. Vui quá. Thiếu rau thôi. Ngày vừa leo quá ha, chấm vừa cải vừa chua này. Dạ dạ dạ. Anh biết không, tính mua hộp vịt. Dạ. Nhưng mà tối quá. Phải, hồi nãy một dịch mà đi xe thì nó dẫn dạ. Nó bể đó. Dạ. Đó là vậy đó, để xe bể rồi dơ xe cũng không gâu. Chứ hình như cái bữa cơm này còn thiếu cái gì nữa anh Dũng? Đồ ăn ngon phải có cái gì nữa? Có gạo rồi dám ăn ngon. Còn thiếu cái nước gì á? Nước gì đâu. Nước mắm. Ăn đi con Thám. Đồ ăn ngon phải có bạn Hiền, có Lai Rai nữa ha. Thấm này mặc đồ mới ha. Mua đồ bầu thấy thương ha. Không mà đồ này vừa nè. Không công nhận chú Kha lựa cho Thấm mấy bộ đồ bầu hay quá. Vừa kích luôn. Chú Kha kinh nghiệm quá trời tràn đầy luôn. Chú Kha là không có chở liễu đi mua đồ bầu cũng cười. Rồi bữa nay chở đi mua đồ bầu này. Rồi đi mua sữa bầu cái mấy người bán sữa tôi nói. Ông nội làm gì mà ông tối ngày ông nuôi mấy người bầu không vậy? Mấy người bán sữa nó mắc cười. Ăn đi con. Nó phải là gần. Hồi chiều là anh chị nói là có ai thương cho cái nồi canh đó hả? Dạ. Để cho mình đem về mình ăn. Dạ, con nha. Bụi quá ha. Dạ. Ở đây thì không có điện nhưng mà được có cái là xài đèn năng lượng nè. Là sáng nè. Có điện nhưng mà chỉ được cái đèn hay vậy. Đó có xài điện bình mà nó biến ra 220. Ủa điện bình hả? Ừ. Điện bình. Đó đó. Nó ra 220. Kệ con gâu ra ăn rồi thịt cái gì con gâu. Mấy đường luôn. Đây nè, nó thịt quá trời nhiều quá vậy chị kho lâu. Nồi này ăn chắc 5-7 bữa à. Cái nồi thịt này tôi nhớ Tết dữ lắm luôn nha. Thiếu hộp vịt ơi. Cái nồi thịt này chị ăn cả tháng á. Nhiều mà. Quá ngon. Có hấp dẫn quá chị. Cái đó mà dưa chua trắng ở đây hả? Dạ. Nhất đất chị xui rồi, dạ. Ơi. Ê, im ha, ừ. Im không? Im. Đâu anh? Để em hủ trong nước thịt. Thấm gán ăn cho nhiều vô. Chiều mà thấy cảnh bé Thấm mang bụng bầu mà đi từ từ xuống mé sông mà xói Thấm thấy tội gì đâu. Mà cái đường này không láng nữa, cây đá không. Mấy em kia đợi chúng số cắt cầu. Sao kìa đợi chúng số chắc tới đâm heo luôn á. Lại sao anh? Cắt cầu là sao? Ăn thịt nhiều vô gì đâu mà. Cắt cầu đi ra lên xuống tắm á. Chứ không hôi đợi chúng số. Mẹ. Thôi tự mình lo đi anh. Ấy dạ. Thịt cho con gái đi mẹ. Nó ăn toàn là gừng không kìa. Nóng quá tợ. Nó phải ăn gừng vậy đó. Nhưng mà cho nó ăn thịt nhiều vô. Dạ. Nè nè. Em ăn cùng đi. Nè. Thấm. Cắm ăn đi con. Ủa, ăn đi con, ăn đi có sức con. Đừng sau này cho nó dịu thịt á. Nghĩa ra, nghĩa ra. Bỏ trời nè, nó không ăn. Cản. Nè, nghe lời mấy chú nè, ăn thịt nhiều vô. Nghĩa ra, nghĩa nhỏ rồi đó. Cho con mình nó khỏe biết không? Dạ. Cho Thắm, ăn nhiều vô cho con mình khỏe lên. Ăn cho có sữa cho con nó bú rồi đó. Ủa. Nhỏ nè. Không, ăn xong rồi uống sữa thêm nữa. Uống đại 5-7 lần xong rồi pha sữa uống nha con, sữa bầu mấy chú mua đó. Ôi nhìn mặt chó thấy ghét không? Nó dở luôn kìa. Mà đang nói gì đó anh đưa con chó vô. Trời ơi, dễ thương quá à. Chó nó làm như buồn ngủ hay sao ta? Ủa chó tối ngủ chung với mình luôn hả? Dạ. Bị hả? Hồi nãy hẹn chị thấy nó nằm trên cái giường kìa. Dạ. Thương lắm, nó không có hôi hám gì đó. Tắm ngày nào không tắm hả? Mà nhưng mà nó cũng là chó anh. Dạ. Chó chứ cưng lắm. Cưng thì cưng nhưng mà anh biết nó cũng đâu có sạch bằng con người mình được. Ăn thịt vô. Ăn thịt vô hả? Được. Nè. Không có chịu ăn thịt trời. Mua cái gì nó là nó gấp thịt bỏ ra ngoài cho. Dạ. Nó không chịu ăn. Ủa chị, thường nó ỏ ẹ gì không? Chung là Thấm bị vậy chứ còn tối ngủ cũng bình thường chứ có không la quậy gì hết. Không. Không ăn. Con cái là mấy ngày nay là tôi la là không cho qua bển rồi đó. Trời ơi, cái lúc đó là lúc mở hẻ
dữ dội nhất luôn mà còn không chịu la nó mà. Mà lại không không, qua bển tôi la mấy bạn kia hô đại chạy đi để cho đi chơi. Thánh thằng ơi trời, không lẽ tôi nói gì vậy? Mình nhây đó mang màu nguyên vậy. Ừ. Đây đó. Có ba lô rồi đó. Ừ. Cái bản không chạy nó đi. Nói gì la nó hoài. Hôm bữa chú lên lần trước không? Chú hứa là tặng cô chai dầu gió xanh. Đây. Nay chú giữ lời. Chai dầu gió xanh này để khi mà mình sanh em bé đó mình thoa ha. Đó. Còn đây là 200 ngàn của Zalo Quân Nguyễn. Tặng con nha. Để con... Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Nghe không? Cảm ơn chú đi. Zalo Quân Nguyễn. Để coi coi. Cái này là chú hay là cô đây? Rồi không biết này là nam hay nữ luôn tại cái hình này. Ủa chị? Hả? Hình này nè. Trời gấp chặt cho nó vậy. Con cảm ơn Zalo Quân Nguyễn đi con. Không quên nữa, nó không được mà đi kêu cảm ơn. Thôi để tôi cảm ơn chị mà anh Nguyễn đi. Rồi anh chị. Cảm ơn đi anh. Dạ cảm ơn chị Nguyễn nhiều. Mà không biết nam hay nữ anh. Dạ. Tại cái hình này dạ, không dạ, biết dạ, dạ, dạ. Anh chị đi, anh chị chứ. Kêu là vậy đó ha. Kêu anh chị đi. Anh chị, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Để sáng con thức dậy á, con muốn ăn hủ tiếu hay là con không phở gì đó. Rồi con ra tiệm, con ra chợ, con mua nó đi chợ được không chị? Được. Được ha. Ờ đúng rồi. Đi đây, nhờ mình bông đeo nè. Ờ đúng rồi. Đi bông mua vàng đeo nè. Mua vàng giả đeo. Vậy đó hả? Ừ. Thôi nhiều nè. Con tự mua ha. Tự mua đó. Rồi cái này thiệt hay giả? Giả. Tự mua luôn. Tự mua luôn. Thì mình cho đó, bữa sau này đi mua nó chị vậy kể. Ờ. Cho nhiều bạn em. Hôm bữa cho tiền là... Nhiều ngày đó được mua này nè. Cái này nhiêu tiền là... 30 ngàn ha. Hả? 30. 30 rồi đó bông. 30 luôn. 30 luôn. Phải không Thái? Cái giá 30 ngàn nè. Tự con mua hả? Cái giá nè. Đi chuyện luôn đó. Trời ơi. 90 ngàn, 3 đến 90 ngàn. Mua luôn hả ta? 3 đến 90 ngàn. Nhiều? 90 ngàn, 3 thứ, 90 ngàn như vậy á. À, 90 ngàn. Dẫn nó bông dây chuyền. Con ham ha. Nó ham. Dạ, ham, chắc ham lâu lắm rồi. Dạ. Mà không có tiền mua. Rồi bữa mấy chú tặng rồi cái lấy đi mua luôn. Dạ. Đi mua vợ, mua ba. Mua về thấy đeo rồi chứ không có nói chị ha. Dạ. À, làm chuyện bất ngờ. Đi mua giùm mẹ anh đeo rồi, mẹ anh đeo nè. Mẹ anh đeo rồi. Ờ, đúng rồi, mẹ có luôn nè. Đi mua. Dạ, không à, không có thể. Đi mua cho mẹ anh đâu nữa. Vậy là con đi mua cho mẹ luôn hả? Ờ, cưng không? Cộng không? Hàng chí mẹ vui dữ. Nhưng mà thôi giờ tiền này để ăn đi, đừng mua nữa nha. Không có mua nữa nha. Đừng mua nữa nha con, để dành ăn sáng nha. Thật sự thì tất cả anh em cũng như là quý mạnh thường quân á, tặng tiền mấy bữa nay là chị anh Dũng biết thế không, là thương bé Thắm. Tặng để cho bé Thắm có những cái ăn uống trong lúc mang thai. Để sau này sanh nở nó bé nó mạnh khỏe hiểu không? Cho nên là tất cả số tiền đó anh cố gắng dùng cho bé Thắm nha. Đừng có làm như vậy khác rồi. Không, tôi đi mạnh gì khác tôi lấy tiền tôi xài chứ. Thật sự nói gia đình mình hiểu là nếu như không có bé Thắm, bé Thắm không mang thai thì anh chị vẫn đi cuộc sống bình thường, sống được là không ai giúp đỡ mình. Trong đây là người ta thương nhất bé Thắm, nó thà vì người ta gạt nó là diễn viên không giúp mình đưa uống đi mà nghe trong cái gầm cầu này đó, anh nói để anh hiểu ha. Tại vì anh chị cũng tuy là cũng không có lớn tuổi gì lắm, mình còn đi lao động được. Thương nhất là thương bé Thắm. Mà thương nhất nữa là nó quá khờ luôn. Thật sự em giúp cũng rất là nhiều đứa khờ nha. Nhưng mà con Thắm là khờ nhất trong những cái hoàn cảnh mà em đã từng giúp. Ví dụ như nhỏ, những đứa kia nó khờ nhưng mình hỏi nó còn trả lời, nó nói mình còn nghe được, còn Thắm nó không biết gì chứ. Không nói được. Không nói được gì chứ. Ăn đi anh ơi. Ăn đi rồi. Không không, tôi ăn no rồi đó. Chén một rồi đó. Anh chị cố gắng mà dung đắp cho bé Thắm trong giai đoạn này, ăn uống rồi cho nó. Dạ, nó qua đây hết bữa đâu ăn năm nữa, nó ăn hết nữa nè. Dùng tiền đó để mà mua gì đó thèm cho. Bây giờ ha. Thịt á là đặng mua cô đẹp để cho nó một đống thịt, cũng một cục thịt vậy đó. Bây giờ đây cái nó gấp nó bỏ ngoài rồi. Nó không ăn thịt. Con thích ăn gì con nói với mẹ mua cho con ăn. Nằm ngã à. Cá hay là thích thịt. Nằm ngã cá á, cá mới ngãi á. Cái gì? Cá hay lông không ngãi á. Cá lóc hấp cải. Cá có dĩ. Ừ. Cá lông á. Hấp cải. Cá lóc hấp cải. Vậy hả? Nhưng mà nghe nói cá lóc dĩ, cá có dĩ. Phải không? Mẹ nói vậy phải không? Là con thèm cái đó. Thì con kêu mẹ mua nha. Ăn hai bữa rồi đó. Vậy chứ mua cho nó gì? Dạ, nó kêu mua bánh rán nè. Rồi rau nè, dưa leo rồi đập vô đó, dối vô rán á. Tại vì Thắm bây giờ nó quá ốm luôn. Năng lên đó. Anh chị phải cố gắng cho bé ăn nhiều vô mới có sức. Những cái gì mà bé thèm đó mình mua. Dạ. Tại này là Mạnh Thường Quân thương bé, tặng tiền bé để mua. Sáng nào hồi ấy, anh đang nghe nuôi á. Mua chứ xài, mình nhìn nó mua xài.
Sao không nói tao chọc trái xài qua đó cho anh ăn? Trái xài xài. Con thèm đồ chua hả Thắm? Hồi lúc con ốm nghén á, con có thèm cái gì không? Bây giờ thèm. Bây giờ 7-8 tháng rồi thèm. Thèm chua. Cái mẹ xài lên đó, mày mẹ ở đấy không? Ủa thèm chua là anh gái. Phải không? Thèm chua là anh gái. Đúng rồi, thèm chua là anh gái. Đâu có kinh nghiệm phải không? Trời ơi, kinh nghiệm mà. Thèm đồ ngọt, cái gì? Thèm ngọt con trai. Con trai đâu ăn ngọt không? Thiệt, dễ vậy đó. Ngọt á. Thôi ngày mai là anh chị mua gắng mua lương đi. Lâu lâu tẩm bổ nữa. Con ăn lương được không? Không. Không ăn lương, gắng nó không ăn luôn nữa. Gắng nó không ăn luôn. Cá bò. Không ăn luôn, ăn cá không à. Ăn cá, cá lóc á, cá lóc hấp cải rồi nó ăn. Cái gì á, cái bò thịt như vậy nè là nó gấp không bỏ. Không ăn, anh không ăn, nó mà lên. Cái giai đoạn này, giai đoạn mà em bé nó hấp thu nhiều lắm. Nên dạ. Ra là phải cho ăn nhiều hơn. Dạ. Đó, nên giờ là mẹ không chịu ăn cũng phải gắng ép cho với lại chị cố gắng cho bé uống sữa. Dạ. Uống ngày ngoài ra uống ngày ra 3 ngữ hả? 3 ly á. 3 ly? Ừ. Nấu nó nóng mà ba. Nấu nó nóng mà. Nóng á. Chị uống cũng được luôn. Để chị. Mấy là em nó kêu em, nó kêu em mới đi mua cho nó miếng da nhỏ vậy nè. Miếng da nhỏ mà có cái miếng da nhỏ đó. Để nấu nước. Mà để nâng miếng da. Ý chị nói là đây là mỗi khi nấu nước là phải nhóm lửa đúng không? Mà đi tôi mua miếng da nhỏ xíu cho nó nè. Miếng da nhỏ á. Để pha sữa. Nấu nước pha sữa. Nhóm lửa thì nó chậm quá. Dạ. Lâu rồi. Mà cái này mình đâu có xài giám điện được hả? Đây nè. Không. Chị ơi, em thấy chị mua cái bình thủy. Bình thủy với mày ngon ấm, ngon ngon nguyên nha. Nước một lần là cả ngày luôn. Một lần đó là xài cả ngày hơn ngày. Chị vô bình thủy cả ngày luôn rồi. Mua bình thủy đi cho đơn giản. Thì mua cái ấm đó rồi mình dâm vô bình thủy mà sao coi. Ủa, bộ chị nhà thì không chị không có cái ấm gà mà nó xì vậy kìa. Mày lủng rồi. Lủng. Gì đâu mà khổ dữ chị. Vậy mới mua cái ấm đi. Mua cái ấm. Mua ấm chứ mua bình thủy hả? Cái ấm bình thủy cho chắc trên 200 ngàn gì. Đúng không? Sợ nấu cái đèn. Trời ơi. Chị nấu phải đen rồi. Chị xài củi thì buộc phải đen rồi. Rồi dành đến nhà đến nó không rõ. Mới mua cái ấm mới trắng toàn mà nấu lên nó đen. Tội nghiệp cái ấm ha. Trời ơi. Nấu ra nó đừng có đen cái ấm. Nó làm biến chùi vậy á. Có nhuộm nhá luôn á. Phải làm biến không? Không chứ làm biến kìa. Làm biến chùi. Trời đi nấu lửa mà chùi chi. Nó chị hy sinh nó đi. Nó đen thì nó đen. Chị hy sinh cái ấm đó để nấu nước cho con Liễu đi. Ủa con lột. Con Thắm. Con Thắm. Thắm với Liễu hoài. Với Liễu. Với Liễu bò hoài. Lính cuộc hoài. Nha. Yeah. Đúng rồi chị ơi, chị mua cái ấm với bình thủy làm đi. Nhưng lẽ cho mỗi lần mà chị pha sữa cho con Thắm á. Để ngày mai mua luôn. Nó có miếng nước mà chị phải nhúm lửa. Mà nhúm lửa củi nó lâu cái chú Thắm. Nha. Bếp ga nó cũng thì mua bếp ga nó nấu nó mà thôi nữa. Hả? Nhỏ xíu bếp ga nhỏ vậy nè, có như đèn. Đi đây nè. Có 257 à. Thì đi mua. Ngày mai mua. Không có tiền đâu mua. Có tiền cái bữa đâu. Mua gạo rồi đó. Hả? Mua gạo ăn rồi đó. Gạo gì không? Gạo mới cho 50kg đi mà. Mới mới mua trước không nữa. À trước lúc mà cho 50kg nha. Mới mua gạo cho nên vậy bạn mua gạo đó. Mua hết nhiêu ký rồi? Mua hết dạ gạo 30kg á. Dạ gạo 30kg. Nó không mua nữa luôn đó. 30kg giờ cũng tương đương khoảng gần 600 ngàn. Khoảng 600 rồi. 600 ngàn gạo vừa mắc chứ. Mua gạo nữa luôn đó, mấy sao? Mấy cà vàng với lỗ tai hai mẹ con nữa đó. Trời ơi, gạo vàng thì mấy má mày mua đó. Ba nuôi giúp đỡ đi sắm vàng. Trời ơi, người không mà không mày mua nữa. Hả? Bán mày mua. Bán mày mua hả? Hả? Giờ chị bán đi, có người mua liền. Trời ơi trời. Mua đó lại tìm vàng cái nó quýnh chạy cống giò luôn. Thế mỏi má không quá. Gia đình vui nhé. Tôi mỏi với máu không à. Cái gì? Ăn đi con. Hết biết hiền luôn mà. Bởi vậy kể ông kia làm con ngủ. Chắc nó cho uống thuốc mê gì đâu á. Không phải là đang không phải đâu. Tôi nói nhà về nhà anh nó không mê chứ không có gì chứ. Không có gì cho đoạn nó mê chứ. Rồi một lần nữa mình ra thay mặt gia đình của cháu Thắm, đó là cháu Lô Quân Nguyễn đã cho cháu để tiền thì con ăn sáng nha con. Nha, thèm gì ăn nấy nha. Xin cảm ơn Zalo Quân Nguyễn rất là nhiều. Rồi ăn cơm mình có đi rửa chén ban đêm không hay là mai rửa? Sáng rửa. Đúng rồi, chứ ban đêm chị rửa mũi khiên chị sâu luôn. Hả? Rồi, vậy ha. Dạ. Cảm ơn anh nè.